Xin kính chào toàn thể các bạn và mọi người cũng đang xem video. Trước mặt các bạn là đội Thác Lát Nam, hiện tại đã có mặt trên dòng sông Đông Bình của tỉnh Trà Vinh và đang tập dượt ngày cuối để ngày mai bắt đầu bước vào cuộc thi đấu giải đồng bằng sông Cửu Long năm 2020. Mời các bạn cùng xem video nhé. Những cảnh anh em tập dượt trên dòng sông rất là hào hứng, sức kiện tràn trề tinh thần, và đua ngon thì có người mạnh người yếu và người thắng người thua, nhưng hiện tại các anh em trong lòng đang phấn khởi mục tiêu giành chức vô địch, nhưng không biết ngày mai sẽ ra sao. Thì cuộc đua nào cũng vậy các bạn, cũng có người thắng người thua, thì đi cúp cũng có người giành cả người không. Giờ anh em cũng nỗ lực tinh thần, có một tia hy vọng, chúng ta cứ hy vọng là để lấy giải cúp du lịch giải đồng bằng sông Cửu Long do tỉnh Trà Vinh tổ chức. Mời các bạn cùng xem video, nhớ bấm like, đăng ký ủng hộ kênh và chia sẻ mọi người cùng xem nhé. Và cảm ơn các bạn rất nhiều. Thương quá ha.
tu hất. Đại nam và đại nữ đang tập trung để sinh hoạt, để phối hợp. Học rơi này nãy giờ chưa có chỗ à? Cô huấn luyện viên, cô hội còi á đang sắp xếp cho em gái xinh đẹp này ngồi chỗ nào đang biết. Xuống một đội nữ nữa các bạn ơi.